Rồi em dạo đầu một đoạn nhạc thì em cũng xin phép đi vào giới thiệu luôn cái mẫu loa siêu trầm Q8 Pro với phiên bản biến thể, phiên bản nâng cấp so với phiên bản Q8 suông. Nó được thiết kế vỏ thùng lớn hơn, đẹp mắt hơn, bảo vệ tốt hơn cho bát, cho hệ thống phần tần mạch ở bên trong. Kết cấu vỏ thùng của nó thì hiện tại đối với cái phiên bản Q8 Pro này thì em sẽ lấy cái thước đo kích thước cụ thể, meter trung bầu, ra lấy cái thước để đo kích thước cụ thể để cho anh em nhớ lại cái kích thước của cái con Q8 Pro này, để khi chúng ta sắp vào cái không gian sử dụng nó sẽ hợp lý hơn. Đầu tiên là kích thước chiều cao đi. Với cái chiều cao của cái mẫu Q8 Pro này thì nó sẽ là bao nhiêu đây ạ? Các anh em đoán xem là bao nhiêu với cái kích thước như thế này. Đứng thước lên. 63. Vâng ạ. Chiều cao tổng thể là 63 cm và ngang là bao nhiêu ạ? 53 cm và sâu là chắc chắn là 63 rồi. Sâu là bao nhiêu? Sâu bao nhiêu? Sâu 59. 535963, một con số cực kỳ hấp dẫn. Và đặc biệt là phiên bản này được ứng dụng cái công nghệ sơn sần thế hệ mới nhất. Cái công nghệ này là công nghệ áp dụng trong cái công nghệ sơn phủ nhiều lớp, tạo được cái độ bền cho cái vỏ. Các em nhìn nhá, nó có các cái lớp ánh nhá, khi chúng ta soi điện và nó sẽ cái ánh lấp lánh như thế, thì chúng ta phủ những cái vật liệu lấp lánh như kim tuyến ấy. Đó. Vẫn là cái dòng thiết kế để được hỗ trợ đánh sự kiện nên sẽ có chân cọc chống loa phun ở giữa này. Và hai tay sách hai bên này chúng ta cái vận chuyển nó dễ dàng hơn. Và em sẽ đi ra mặt sau một chút này. Hệ thống làm mát của nó thì nó sẽ có cả quạt gió này. Cả quạt gió, hệ thống làm mát có cả quạt gió và keo tản nhiệt. Okay, ngay cả đây nó cũng là bảo vệ luôn cả cái lớp mút để đỡ bị bụi bẩn vào bên trong. Những cái chiết áp này thì chúng ta có thể là tinh chỉnh như là volume, cắt tần số và đảo pha, đường vào thì line hoa sen và input canon nguồn 220. Ở con này thì mắc lên được từ 1800 đến, máy em đang không lấy nét này, mắc lên được 1800 đến 2000W ạ. Đằng sau hậu nó rất là gọn gàng đúng không các anh em, đằng sau hậu rất là gọn gàng bởi vì nó là hệ thống tản nhiệt ở bên trong, quạt làm mát với keo tản nhiệt bên trong. Keo tản nhiệt thì nó sẽ đi trực tiếp vào với sò rồi, nên các anh em yên tâm đánh hoạt động lâu hay là ít hay nhiều, đánh ở cái công suất bao nhiêu thì nó đều sẽ đáp ứng được cái việc là giúp cho cái linh kiện bên trong nó không bị quá nóng, hiệu năng tốt. Mặt trước thì tấm mây căng được bảo vệ rất là chắc chắn cho cái con bát và lỗ thông hơi đằng trước. Thì em cái video trước em mở mây căng rồi, video này em không mở nữa. Với con bát 40 và em sẽ đi vào, rồi giờ thì em sẽ đi vào test nhạc luôn. Em sẽ lấy luôn cái bản nhạc sôi động như này, thì em sẽ cố định máy vào cái chân chống máy để em sẽ bật nhạc lên test 1-2 phút để các anh em cảm nhận được cái sự uy lực. Em tải lại từ đầu nhé.